Dạ em chào anh nha. Vừa qua thì em có làm điểm demo chỗ miếng ruộng của anh, là em cái khung cái Satulin dưới cái Echo. Thì hiện nay lúa 70 ngày thì anh đánh giá hiệu quả như thế nào thì về hai sản phẩm Echo và cái Satulin bên công ty Sumit Agro của em ạ? Thì anh thấy hai sản phẩm này cho và sao nhất em anh thấy xịt hiệu quả rất nhiều nhiều hơn các loại thuốc khác. Dạ. Những nhóm khác anh xịt là cái mã lúa không được như năm nay đâu, năm nay Dạ. là anh xịt hai loại thuốc đó là rất đẹp lúa luôn. Dạ, anh thấy cái cỏ như thế nào anh? Cỏ thì anh đạt có khoảng 90% em Dạ, 90% ha. rồi, anh em nên gọi miếng lúa em coi ra là không có cỏ luôn nha, Dạ. anh chưa có nhổ quận nào á, Dạ, à, anh chưa có nhổ luôn ha. anh chưa nhổ đó. Dạ, đây miếng lúa của anh Nhân đây. Dạ. Đây cho làm xịt thấy đạt dữ lắm luôn á. Dạ, thì Hai nữa anh cái mô hình anh là anh bị gì em làm tới gần 3 hectare lận, năm dạ. tới này anh sẽ làm hết nó luôn, anh xịt hết nó Dạ, vì anh tin tưởng cái cho với rồi. sao niên anh. Rồi anh xịt Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều.